Dạ vâng, lời tiên thì em xin gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán giả đang theo dõi ủng hộ kênh ở bên em nhé. Hôm nay em lại tiếp tục về được một cái bộ dàn mini, bộ Kenwood của mã là K521. Đấy, bác nào mà đã từng có cơ hội sở hữu những cái bộ dàn của Kenwood hay là những chiếc loa của Kenwood, hay là đã từng được nghe qua những cái bộ dàn của Kenwood nhá, thì Kenwood phải nói là cái chất âm của Kenwood thì khỏi phải bàn luôn nhá, đấy, khá là đỉnh cao. Nghe tiếng nó rất là dịu nhá, đấy, tiếng bass đánh ra rất là phê. Đấy, bộ này thì về trong cái tình trạng rất là ok các bác nhá, đấy, đây, nhìn rất là luột là luôn. Đấy, đây các bác nhá, các góc cạnh đều rất là ok. Đấy, những cái bộ như này mà các bác còn đắn đo chần chừ thì không hiểu là các bác còn muốn mua những cái bộ dàn nó như nào nữa nhá. Đấy, đây nó được như thế này rồi còn mờ còn do dự nữa thì quá là buồn luôn nhá. Đấy, quá là buồn luôn. Đấy, em này về thì đây căng vẫn còn khá là ok luôn. Đấy, phải nói là rất là ok chứ không phải khá luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok. Nó hơi bẩn một chút thôi, hơi bụi một chút thôi thì các bác về giặt qua một chút thì nó lại sạch hơn nhá. Đấy, nhìn nó sẽ bóng bẩy hơn. Đấy, em phủi qua thôi mà nó được ngon nghẻ như thế này rồi. Đấy, sáng này. Các bác để xa màn hình ra một chút nhá, không nó sáng quá nhìn nó lóa mắt. Đấy, đây loa đây, các góc cạnh này các bác nhá. Màu vân gỗ tự nhiên này, đấy, màu cánh gián này, nhìn rất là phê nhá. Đấy, những cái màu như này thì các bác để gần những cái chiếc smart TV hay là có thể bác nào sang thì đóng cái kệ riêng đấy thì bộ này nó sẽ đẹp hơn. Còn tuy nhiên thì các bác có thể kê ở gần những chiếc kệ của TV cũng được. Nhìn nó khá là đẹp nhá, nó sẽ tôn thêm cái nó sẽ làm đẹp thêm cái không gian nhà mình lên. Đấy. Còn bác nào mà thích đọc sách thì có thể đưa vào phòng ngủ nhá. Đấy, phòng đọc sách mình mở những cái bản nhạc nó thư giãn đấy, những bản nhạc sáo trúc hay là bản nhạc không lời nghe đọc sách rất là phê nhá. Đấy, những cái bộ như này thì nó phù hợp với không gian khoảng từ 15 đến khoảng 20 mét vuông nhá, đấy, khoảng 20 mét vuông đổ lại cũng được. Đấy thì nghe nó rất là phê. Đấy, nhất là những bác nào mà thích yêu đọc sách hay đọc báo nhá thì lên sắm những cái bộ như này. Đấy, về mình mở những cái bản nhạc mình ngồi thư giãn nghe uống cà phê đọc sách nó rất là sướng nhá, nó rất là sướng. Đấy, đây loa đây bát là màng, ở đây là màng dạ vâng nhá, đây nó là gân cao su này. Đấy, màng giấy này nhìn nó kiểu dạng nhìn nó kiểu như là màng carbon các bác nhá. Đấy, nhưng mà em sờ đây có vẻ là giấy đấy. Nhìn khá là sang nhá, đấy, với chiếc lón nó màu vàng này. Đấy, tông màu của vỏ loa thì nó là màu cánh gián. Đấy, viền bên ngoài của chiếc bát này, tép này là màu kiểu màu xám nhá. Màu xám xám tối đấy. Đấy, nhìn nó rất là nổi nhá. Đấy, còn thêm cái lón nó màu vàng nghệ này, nhìn rất là sang. Đấy, tép này, to ngang ngửa bát luôn các bác nhá. Nhìn rất là thích mắt. Đấy, chiếc tiếp theo đây các bác nhá. Em này về phải nói là khá là đỉnh cao rồi. Những em như này mà các bác còn chê thì thôi chịu. Đây công suất đây các bác nhá. Công suất này maximum input này, power này 40W này. Đấy, tổng hai loa lên tới 80W. Đấy, một dàn mini cũng công suất cũng khá là ra gì nhá. Trở kháng đây từ trước nó là 4 ohm. Loa thì được sản xuất tại Malaysia các bác nhá. Đây em quay gần một chút cho các bác nhìn cho rõ này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đây. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp đến các bác cái em công suất nhá. Đây. Đấy, các bác chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của em công suất này. Đấy, đây, thương hiệu Kenwood nhá. Họ làm nổi lên nhìn rất là nổi bật này. Đấy. Nhìn vào cái em công suất này, đấy, cái điều đầu tiên mà nhìn thấy gợi lên cái mắt mình, người mắt người chơi này. Đó là cái đèn cái đèn led này, có cái giải led ở trong cái volume này. Đấy, nhìn nó chiếu ra nhìn rất là sang nhá.
Đấy, volume đã được làm bằng cái này có vẻ là nhựa nhưng mà họ đá thêm cái chrome viền viền này các bác nhá. Đấy, nó có cái đèn led nó hắt vào nhìn rất là sang. Đấy. À, em quay qua điện thoại thì cái cam nó nhìn nó hơi sáng một chút nên cái đèn này các bác nhìn qua điện thoại thì hơi kiểu hơi mờ. Nhưng mà các bác mà nhìn trực diện, tức là nhìn trực tiếp cái dàn này, nhìn nó rất là thích luôn. Đấy, em này thì các cái điều chỉnh đều bằng cảm ứng hết nhá. Nó kiểu kiểu dạng cảm ứng ấy. Đây này. Đấy. Có mỗi cái nút nguồn này các bác này. Đấy, nút nguồn và nút CD này thì nó là nút cơ thôi. Đấy. Một em Kenwood nhìn rất là công nghệ luôn nhá. Đấy. Các cái đây ví dụ như input này chỉnh này, đấy rất là dễ chỉnh các bác nhá. Khá là nhạy đấy, đây chỉnh em chỉnh đây. Đấy. iPod này, USB này, audio này. Đấy, D-in này, AUX này. Đấy, thì hiện tại em đang phát này là qua cái đường AUX đây. Đấy, qua cái jack cổng 3.5 đây. Đấy. Rất là tiện lợi nhá. Đây, ở đây nó có cả cái iPod USB họ giấu bên trong này. Đấy. Rất là tiện nhá. Đấy, các bác có thể nghe qua USB. Đấy, phát nào qua điện thoại. Cái này đây có cả cái jack iPod này. Đấy, khá là nhiều cái chức năng để cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, phải nói là đa di năng luôn. Ở đây em này có thêm các bác này, đấy, có thêm cái đường, có thêm cái đài này, chức năng đài này, đấy, bác nào mà thích nghe FM thì có đài luôn nhá, đấy, đỡ tốn tiền mua thêm một cái đài nữa, có luôn đài đây rồi. Đấy, ngoài ra thì em này có, đấy, đây mặt sau của em này đây các bác nhá, đấy, đây em này có luôn cả hai đường quang nhá các bác nhá, đấy, có hai đường quang này, đấy, bác nào mà thích kết nối với Smart TV thì quá là tiện luôn nhá, này. Đây, đây là cái đường quang vào này, đấy, đường quang vào tối mù mà. Đây, còn cái chỗ đỏ đít đây. Đây đỏ đít đây là quang ra các bác nhá. Đấy, rất là dễ nhận biết luôn. À đây, công suất của em này đọc luôn này các bác này, công suất là 35W nhá, nguồn vào là 100V. Đấy, con này cũng được sản xuất tại Malaysia luôn. Đấy, nó là dàn đồng bộ mà. Dạ vâng nhá, thế thì vừa rồi em cũng quay rất là chi tiết rồi, các thông số kỹ thuật cũng như là các chức năng của em ra này nhá. Đấy, loa 3 tép rất là ok. Thì em cũng xin báo giá con này luôn nhá. Đấy, giá em này thì dao động khoảng từ 3,5 triệu đến 3,8 triệu nhá. Đấy, thì bác nào liên hệ nhanh nhất thì nó sẽ được cái giá là ưu đãi nhất. Đấy, ok, thì mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số đây nhá, số qua cái bản đây. Đấy, địa chỉ em là 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Số thì em để trên tiêu đề. Đấy, các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Ok, thì bây giờ để thay cho cái lời kết thì em mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó nhé. Gió cuộn mây đưa về làm không gian chặn tôi, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường hỏi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và dùng nhan thoại, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối như màu oan thương, yên sau lòng phố phường
yêu bước nhỏ, những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vơ một bóng, trên phố xưa tiêu điều, lạnh ngồi sao giận người. Lặng lối tôi đi